kính thưa quý Phật tử và quý khán giả thân mến là một Phật tử dù đức tin có vững vàng đến đâu mà những hình ảnh tin tức xấu xí về Phật giáo hàng ngày cứ đập vào mắt mình trên các phương tiện truyền thông các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube sẽ cảm thấy rất đau lòng một số Phật tử còn cảm thấy bị lung lay đức tin của chính mình một vài năm gần đây những ai thường theo dõi hoặc quan tâm tới truyền thông trên mạng xã hội đều dễ dàng nhận ra rằng tin tức hình ảnh nói đến việc làm của một số chùa, lời nói của một số tăng ni có một vài lệch lạc bị đưa lên mạng để cho cộng đồng bêu rếu xúc phạm thậm chí là chửi rủa với những lời lẽ hết sức thu tháo và nặng nề. Thường thì chiến dịch tập kích truyền thông này sẽ rộ lên vào những dịp lễ du lan là chuyện phóng sanh cầu siêu đốt vàng mã, dịp Tết nguyên đáng và dân sao giải hạn, sinh xăm bói toán dân dân. Cá biệt là có chùa tổ chức trục dông, giải trừ quan gia trái chủ. Nếu không phải các dịp lễ Tết, thì ngày thường khi nghe ngóng có chuyện một tăng ni nào đó có hành vi lệch lạc hoặc dài sự vụ nào đó là hình ảnh tin tức sẽ tràn ngập trên các trang mạng hoặc một số phát ngôn của Tăng Ni trong một bài giảng nào đó ở chùa bị cắt ghép một đoạn hoặc là thậm chí những lời nói hoặc một đoạn văn mà chính họ không nói để nhằm kích động bêu xấu hình ảnh của Phật giáo. Rất nhiều người, dù không biết thực hư như thế nào, cũng nhảy vào bình luận tha hồ mà lăng mạ, chửi rủa với thương ngôn ngữ hạ đẳng nhất một cách không thương tiếc những ngày gần đây lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh một vị sư đầu trần chân đất đi bộ từ nam ra bắc rồi từ bắc vào nam xem qua nhiều clip và đọc một số bình luận thấy có người khen kẻ chê người tán dương kẻ dè biểu nhưng phần đông đa số thầy được cung kính nhiều hơn xin có những thiện ý như sau qua hiện tượng này giáo pháp của đức phật có tám dạng bốn ngàn pháp môn tu cho nên thầy thích minh tuệ chọn cho mình pháp môn tu tập theo hành đầu đà là hạnh nguyện là quyền lựa chọn riêng của thầy việc bộ hành khất thực là một trong những truyền thống khất thực của phật giáo là điều quen thuộc không lập dị trên thực tế cũng có nhiều người đang thực hành như thế nhưng chỉ khác biệt là họ không được hoặc không bị các YouTuber, TikToker đưa hình ảnh lên mà thôi. Phải chăng đây là con dao hai lưỡi của truyền thông? Trong lịch sử, ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã cùng với những đệ tử đi khất thực khắp nơi. Hiện nay cũng có một số vị thực hành Tam bộ Nhất bái, tức là ba bước một lại, Nhất bộ Nhất bái, tức là một bước một lại hoặc thực hành hạnh đầu đà như thầy hạnh đầu đà còn gọi là khổ hạnh là một thực hành Phật giáo mặc áo giá ngày ăn một bữa tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang nghĩa địa không nhận tiền cúng dường khước từ mọi tiện nghi và hưởng thụ cách tu của thầy gợi cho chúng ta thấy gần hơn với hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn trong quá khứ cũng vì thế những bình luận và biểu chê bai tỏ ra ngạc nhiên để tấn công là một loại hành vi thể hiện sự kém hiểu biết nếu không muốn nói là ác ý, ganh tị, sinh tâm phân biệt đố kỵ. Qua một số clip, ở thầy toát lên một sự chân chất thật thà, không quá mỹ. Thầy luôn tự nói cho mọi người, thầy đang tập học, đang buông bỏ, và không tự nhận mình là thầy của ai cả. Luôn một mực xưng con với tất cả mọi người. Thầy nói, Việc xưng hôn như thế là một cách để tự nhắc nhở mình chưa có thành tựu gì và đồng thời thể hiện sự tôn trọng và mong cầu mọi người đều có tâm hướng thượng. Thầy không nói điều gì cao siêu quyền bí cả. Nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành, thầy luôn nói là giữ giới, phát nguyện tu theo hành nguyện của bậc chánh đẳng chánh giác, cố gắng bố thí làm việc tốt. Thầy luôn nói giữ giới là cốt lõi của tu hành quả thực như vậy lúc đức phật thích ca sắp qua đời các đệ tử lo lắng rằng không biết sẽ nương tựa vào đâu khi ngài nhập niết bàn đức phật dạy rằng lấy giới làm đầu lấy khổ làm thầy đó là hai bậc thầy lớn nhất và sáng suốt nhất ngược dòng thời gian được biết thầy thích minh tuệ được sinh ra tại kỳ anh hà tĩnh trong một gia đình có sáu anh em là một học sinh xuất sắc một sinh viên ưu tú tại trường đại học nông nghiệp tây nguyên ra trường đi bộ đội rồi làm công chức là một trưởng phòng địa chính ở quyền gia lai đắk lắc trong thời gian vừa làm việc thầy vừa đọc vừa tìm hiểu kinh sách như một cơ duyên thầy đã từ bỏ địa vị mà bao người ao ước xin tu tập tại một ngôi chùa ở đắk lắc theo lời thầy nói chuyện với phật tử khi được hỏi sau vài tháng ở chùa, thầy thấy không thích hợp nên đã phát nguyện theo phương pháp tu khất thực như hiện tại. Được biết thầy đã thực hành pháp môn tu theo hành đầu đà đã 6 năm. Nhưng để đi bộ hành từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam đến hiện tại là lần thứ tư. Như chính thầy Minh Tuệ đã từng nói, thầy chỉ là người tập học, cố gắng sống đúng theo lời Phật dạy Thầy không nhận làm thầy hay là dạy dỗ bất kỳ ai. Khi có người xin đi theo thầy bộ hành về Hà Giang, thầy đáp rằng: "Nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi, còn không mời cũng không xua đuổi ai cả." Qua một số clip, chúng ta thấy nhiều Phật tử đi theo, cung kính từ người già cho đến người trẻ, có nhiều nam thanh nữ tú, thậm chí có clip, chúng ta thấy có những anh xâm trổ cũng biết chắp tay và niệm a di đà phật hay hình ảnh một anh công an chào hỏi và chắp tay khi nói chuyện hay là một chị quân nhân tìm đến để cúng dường nước rất rất nhiều hình ảnh đẹp thể hiện sự gieo duyên hạt giống từ bi đáng trân trọng thay nhiệm màu thay tuy nhiên một số phật tử thể hiện sự cung kính cúng dường thái quá chen lấn xô đẩy dành nhau đứng gần thầy để chụp ảnh quay phim tạo ra một sự phản cảm. Đó là chưa kể nhiều người đi theo quá, lấn chiếm lòng đường tạo ra sự cản trở lưu thông không đáng có. Thầy Thích Minh Tuệ đang trở thành hiện tượng lạ trên mạng, đang cho chúng ta thấy là một tấm gương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng việc các anh chị em youtuber hoặc các tiktoker tung hô quá trớn, thậm chí đem tâm phân biệt giữa thầy với vị tu này, vị tu nọ, vô tình khiến thầy bị đố kỵ, bị ganh ghét, thậm chí có thể khiến cho thầy gặp nguy hiểm. Chúng ta có nên chăng hãy bảo vệ hiện tượng này bằng cách bớt quấy rầy, bớt tung hô và cũng bớt so sánh. Tốt hơn hết, chúng ta hãy lặng lẽ học ở thầy những điều tốt đẹp theo cảm nhận riêng của mình. Xin kính chúc thầy an lạc, vượt qua mọi chướng ngại, chống thành đạo quả. Hy vọng rằng hạt giống từ bi sẽ mãi gieo rắc muôn phương, cách hồi hướng công đức tăng thêm phước báo. Hồi hướng phước báo là gì? Đầu tiên, để đại chúng hiểu khái niệm phước báo là gì. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ, phước là kết quả của việc thiện, các việc thiện sinh ra phước báo, phước đem đến may mắn, an lành, tốt đẹp hạnh phúc cho chúng ta. Y lời Đức Phật dạy trong Kinh Thập Thiện, Sư Phụ cũng chia sẻ ba nguồn sinh ra phước báo gồm Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là do tu tập. Cụ thể là từ một số việc làm như phóng sinh, bố thí, cúng dường, sống chung thủy, nói lời chân thật, sống lành mạnh, không bảo thủ, không tà kiến, cùng với đó, sư phụ giải thích hồi hướng theo quan điểm của nhà Phật. Thí dụ, chúng ta làm một thiện sự gì đó, sau khi làm như vậy thì sinh ra phước báo, ta thu phước báo về gọi là hồi, sau đó hướng đến ai gọi là hướng. Đại chúng vừa tụng kinh vừa sám hối xong, sinh ra phước báo, phước báo ấy ta gom lại, sau đó sẽ hướng đến cho ai, gửi đến cho ai. Đó gọi là hồi hướng. Từ lời sư phụ giảng giải, chúng ta hiểu rằng hồi hướng phước báo nghĩa là thu hồi phước báo phát sinh từ việc làm thiện lành và gửi phước báo đó đến đối tượng mà chúng ta mong cầu được sống an lành tốt đẹp. Khi hồi hướng, phước báo có bị giảm đi hay không? Trong buổi vấn đáp Phật pháp về chủ đề hồi hướng công đức, phước của mình có bị giảm đi không? Sư phụ đã kể câu chuyện về một người nông dân rất nghèo. Ông đã cúng dường toàn bộ phần cơm trưa của mình cho vị Phật độc giác với lòng thành kính. Ngài quan hỷ thọ nhận và chú nguyện cho người nông dân này được phước báo. Việc đó được chư thiên quỷ thần ca ngợi tán thán đến tai nhà vua. Vua đã đến gặp người nông dân để xin chia phước vì không có duyên được cúng dường Phật độc giác. Người nông dân lo lắng rằng nếu chia phước cho nhà vua thì mình sẽ hết phước. Cho nên ông đã đi gặp Phật độc giác để bạch hỏi. Đức Phật độc giác đã lấy thí dụ về bó đuốc đang cháy và hỏi chị nông dân rằng Ví như bó đuốc của ông đang cháy mà mọi người mang đuốc của họ đến xin lửa ở bó đuốc của ông thì lửa ở bó đuốc của ông có bị mất đi hay không vị nông dân hiểu ra và trả lời rằng lửa ở bó đuốc của ông vẫn không bị giảm qua đó đức phật độc giác cũng khẳng định việc vị nông dân hồi hướng phước báo cho nhà vua với tâm chân thật thì phước báo của ông ấy sẽ không bị mất đi từ câu chuyện trên, sư phụ khẳng định, khi làm một việc thiện, một nghiệp thiện sinh ra được quả phước, chúng ta hồi hướng cho thân quyến hay cho ai thì thân quyến mình được phước. Và được phước như thế nào là còn tùy thuộc vào nghiệp duyên của họ. Về phía mình thì mình không bị mất phước đi. Cho nên tại sao chúng ta vẫn thường nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, cho cả Pháp giới này? cách hồi hướng để tăng thêm phước báo. Để chúng ta dễ tư duy và thực hành, sư phụ giảng giải, nếu chỉ hồi hướng miệng mà tâm ý không có, tâm xả tham của mình chưa có, tâm ích kỷ của mình vẫn còn, thì hồi hướng không được bao nhiêu. Phước ấy không chuyển đi được. Cho nên khi làm phước, chúng ta hồi hướng phước thì phước của mình không mất nhưng ta chân thành hồi hướng thật sự với tâm rộng lớn thì phước của mình không những không mất đi mà còn tăng lên từ đó đại chúng yên tâm thực hành thiền pháp phước báo được nhân rộng ra tiếp đó sư phụ khuyến tấn chúng ta tu tập làm việc phước thiện thật nhiều và chân thành hồi hướng không chỉ cho thân quyến mà còn cho cả pháp giới này cùng được hưởng phước báo thì chúng ta không mất phước mà pháp giới lại được tăng thêm phước báo như vậy nếu chúng ta hồi hướng công đức đến cho những chúng sinh khác với tâm chân thật rộng lớn mong muốn khắp pháp giới giác ngộ phật pháp được kết duyên với phật pháp thì phước báo sẽ tăng trưởng phật đã truyền dạy về cách hồi hướng nhằm giúp chúng ta tăng thêm phước báo trong cuộc sống hồi hướng có nghĩa là quay về trong lòng là sự chú trọng và chăm chút vào bản thân để tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Phật dạy rằng, để tăng thêm phước báo, chúng ta cần bắt đầu từ việc chú ý đến những hành động hàng ngày. Chúng ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa, đầy ý thức và chú trọng đến việc giúp đỡ người khác chúng ta có thể thực hiện những hành động nhỏ mỗi ngày như giúp đỡ một người khó khăn chia sẻ yêu thương và lắng nghe người khác những hành động này không chỉ làm tăng thêm phước báo cho chúng ta mà còn góp phần vào hạnh phúc chung của mọi người hồi hướng cũng bao gồm việc quan sát và nhìn lại bản thân chúng ta nên thường xuyên kiểm tra lòng mình nhận biết và thừa nhận những sai lầm và nhược điểm của chính mình. Đồng thời chúng ta cũng cần biết ơn và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp và thành tựu của bản thân. Từ việc nhìn nhận chính mình một cách chân thành, chúng ta có thể tự trao dồi và phát triển những phẩm chất tốt hơn, tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Hồi hướng đòi hỏi chúng ta khám phá và hiểu rõ chính mình chúng ta nên tìm hiểu về bản chất đau khổ và niềm vui về sự tạm thời và vô thường của cuộc sống từ sự hiểu biết này chúng ta có thể nhìn nhận mọi sự kiện trong cuộc sống một cách sâu sắc và không gắn bó quá mức với chúng điều này giúp chúng ta trở nên nhẹ nhàng và tự do trong tư duy và từ đó tăng thêm phước báo và hạnh phúc trong cuộc sống từ những lời dạy về hồi hướng của phật chúng ta cũng có thể tìm thấy cách thực hành lòng từ bi và tha thứ hồi hướng giúp chúng ta nhìn nhận mọi người và mọi sự với tình yêu thương và sự thông cảm chúng ta học cách đặt mình vào vị trí của người khác cảm nhận và hiểu được những khó khăn và khao khát của họ từ đó chúng ta có thể thể hiện lòng từ bi bằng cách giúp đỡ chia sẻ và lắng nghe một cách chân thành và tận tâm. Hồi hướng cũng dạy chúng ta cách tha thứ và giải thoát cho sự oan trái và thù địch trong lòng. Tha thứ không chỉ làm giảm bớt gánh nặng tâm lý, mà còn tạo điều kiện cho sự tiến bộ và hạnh phúc cá nhân. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang giải phóng bản thân khỏi sự cấu kết của quá khứ và tạo điều kiện cho một tương lai tươi sáng tha thứ không đồng nghĩa với việc chấp nhận những hành vi xấu xa mà là sự giải phóng bản thân khỏi gánh nặng tâm lý và hướng tới hòa bình và sự đồng lòng hồi hướng cũng dạy chúng ta về sự không gắn bó với sự sở hữu và danh vọng vật chất chúng ta được khuyến khích thực hành không gắn bó không ái tứ không tham lam và không tham vọng chúng ta hiểu rằng vật chất chỉ là thân thể tạm thời còn danh vọng và tài sản chỉ là những thứ tạm thời và vô thường thay vì gắn kết và lưu giữ những điều này chúng ta tìm thấy sự tự do và hạnh phúc trong lòng từ bi và trân trọng những giá trị vĩnh cửu như lòng nhân ái lòng biết ơn và lòng tương thân với lòng hồi hướng và sự thực hành từ bi, chúng ta có thể tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, tạo điều kiện cho sự hòa hợp và thịnh vượng trong cuộc sống. Chúng ta không còn gắn bó với sự so sánh và gánh đua, mà hướng tới sự phát triển cá nhân và hạnh phúc chung. Chúng ta không chỉ trân trọng những thành công và niềm vui của mình, mà còn biết ơn và chia sẻ niềm vui của người khác sự hồi hướng và lòng từ bi tạo nên một môi trường tốt đẹp nơi mọi người cùng hỗ trợ đồng lòng và chia sẻ trách nhiệm với nhau qua những lời chia sẻ quý báu thiết thực như trên của sư phụ chúng ta hiểu rõ hơn về sự hồi hướng phước báo và lợi ích khi hướng thăm hồi hướng một cách chân thực Xin kính chúc quý vị Phật tử cùng người nghe luôn tinh tấn, tự duy thực hành lời Phật dạy để đem lại lợi ích cho mình, cho muôn loài chúng sinh. Người làm được bốn điều từ bi này chắc chắn công đức vô lượng. Làm được bốn điều từ bi trong cuộc đời dưới đây thì dù bạn có theo con đường tu tập Phật học hay không, phúc đức cũng sẽ tự đến. May mắn song hành gia đình hạnh phúc và cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui là những người con của đức phật chúng ta hiểu và luôn luôn tôn kính tự hào về tính cách và lòng từ bi quảng đại vô biên của ngài người càng tin phật tu tập và thực hành theo lời phật dạy càng dễ nhận được nhiều phước lành và hạnh phúc nhưng có phải chỉ những ai tin phật giáo thì mới có thể tích đức. Còn người không tin Phật giáo hay không theo con đường Phật học thì không có công đức. Về vấn đề này, một vị cao tăng đã đưa ra giải thích rằng: Người đời đều có tín ngưỡng riêng của mình, nhưng cách thức tích đức như thế nào thì không có gì khác biệt, ai cũng như nhau. Bởi quan trọng nhất là cái tâm hướng thiện và làm những điều đời đẹp đạo. Thứ nhất là nói lời từ bi. Theo lời vị cao tăng này, có rất nhiều cách để làm tổn thương một người. Trong đó, lời nói có lực sát thương lớn nhất. Ngay cả khi người nói không có ý xấu, thì người nghe vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và tàn nhẫn nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu Khéo giữ khẩu nghiệp không nhạo bán người. Khéo hộ trì thân nghiệp, không phạm pháp. Khéo hộ trì ý nghiệp, trong sạch không cấu quế. Theo quan điểm của Phật giáo, nghiệp chướng của đời người chủ yếu do khẩu nghiệp mà ra. Những người ác khẩu thì sớm muộn cũng sẽ gánh chịu khẩu nghiệp, tức là phải chịu cái hệ lụy, hậu quả do những lời ác ý, ác tâm của mình gây ra những lời nói bất thiện là những ác nghiệp dễ gây tạo nhất trong đời sống hàng ngày đáng nói là nhiều người tạo khẩu nghiệp bất thiện mà không hề hay biết cứ vô tư nghĩ rằng lời nói gió bay nhưng kỳ thực trong rất nhiều kinh thế tùng xác định đó là binh khí miệng lưỡi đã là binh khí thì chắc chắn lời nói ác sẽ gây sát thương cho mình và cho người tan hại lẫn nhau để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo nhà Phật, trong 10 nghiệp bất thiện của con người thì khẩu nghiệp có 4, tức là chiếm gần một nửa. Nếu cứ tạo khẩu nghiệp triền miên, con người không chỉ gây hại cho người khác, cộng đồng, xã hội mà bản thân họ cũng không được thanh thản, thảnh thơi, thậm chí rơi vào cảnh luân hồi đau khổ. Chính vì cho rằng những lời chót lưỡi đầu môi nên chúng ta thỏa sức thỏa thích mà nói cũng bởi vậy mà đôi khi chúng ta sẽ tự tích nghiệp cho mình bằng một câu nói tùy tiện dần dà công đức và phước lành tích lũy trong một thời gian dài sẽ vô tình bị mất đi trong cuộc sống một số người luôn đặt hạnh phúc của bản thân lên nỗi đau của người khác vô tình làm tổn thương người đối diện bằng những lời nói đùa giỡn, nhạo báng của mình. Khi ai đó bày tỏ sự không hài lòng, thay vì tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, họ lại đổ lỗi cho người khác vì sự nhỏ nhen của đối phương. Vì vậy, cho dù bạn có tin vào Phật giáo hay không, và cho dù bạn có tin rằng những lời nói xấu và làm tổn thương người khác sẽ mang lại cho bạn cái gọi là nghiệp chướng hay không thì bạn cũng phải chú ý đến lời nói và phát ngôn của mình trong ngày thường và nên đặt lòng từ bi vào từng câu chữ được phát ra từ miệng mình. Bởi vì nó không chỉ là không làm tổn thương người khác mà hơn thế nữa là mang lại phước lành cho chính bạn và dung trồng nghiệp lành. Nghĩa là khi nói năng phải có lòng nhân từ, phải có đức độ phải có tình cảm phải suy nghĩ cho kỹ câu chuyện sau đây là một thí dụ điển hình nhất chiến tranh vượt kết thúc người con trai gọi điện về nhà và nói bố ơi chiến tranh khủng khiếp cuối cùng cũng kết thúc và con sẽ về nhà người con lại bổ sung thêm bố ơi con muốn đón một người đồng đội tàn tật về nhà cậu ấy bị cụt một tay và một chân không thể tự lập sống được như vậy có được không? Người bố liền nói, không được đâu, nhà chúng ta không giàu có. Khi anh ấy đến sẽ thêm rất nhiều gánh nặng. Cơm ăn áo mặc nhà ở điện nước, các khoản chi phí này cũng không nhỏ. Mẹ con đã già rồi, ai sẽ chăm sóc cho anh ta? Anh ta không được phép đến nhà chúng ta đâu. Vài ngày sau, cha mẹ của anh chàng này nhận được thông báo từ đồng cảnh sát đến xác nhận người thân. Khi họ nhìn thấy thi thể, đó là một người đàn ông bị mất đôi cánh tay và một bên chân, chính là con trai họ đã nhảy lầu tự tử, tử. Nguyên nhân là do người cha không biết người đồng đội mà con trai mình ám chỉ chính là con trai mình, nên đã vô tình nói ra những lời cay nghiệt, tàn nhẫn dẫn tới kết quả đáng thương. Xét cho cùng, lời nói không mất tiền mua. Nhưng không phải thích gì nói nấy, mà nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vừa lòng nhau là nói ra đem sự quan hỷ an lạc, thấu hiểu để đoàn kết và yêu thương. Đó chính là ái ngữ, chánh ngữ, giúp lợi mình và ít người. Còn ngược lại, những ai cố ý nói hư dối, nói thô ác, nói chia rẽ, nói nịnh nọt, thì chắc chắn đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Sớm hay muộn gì thì cũng đều có báo ứng. Vết thương bằng gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành. Còn vết thương gây ra cho lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Thứ hai, giết điều từ bi. Giết những điều từ bi cũng là một trong bốn điều từ bi trong cuộc đời được cao tăng nhắc tới vì sao lại vậy trong một kỳ thi cung đình ở triều đại nhà thanh một người tài giỏi đã không kịp hối lộ giám khảo vì vậy giám khảo đã gạt đi khi kiểm tra bài thi của anh ta kết quả là anh ta bị loại nghèo đói mười năm để ôn thi cuối cùng thành công cốc vì lý do này anh ta chán nản viết mấy câu thơ và đặt chúng trước dinh thự của quan trên rồi tự sát. Sau đó, quan trên đọc những câu chữ để lại của anh học trò, trong đó viết Một lần tôi thi trượt, tôi bật khóc. Tôi đã học tập chăm chỉ trong 10 năm để ôn thi lại. Tuy nhiên, chỉ vì không đưa hối lộ mà công sức của anh ta đổ sông đổ biển. Vì vậy, anh ta đã chết ở quan tuyền. Là bởi vì giám khảo không dùng ngòi bút để làm việc tốt, lật ngược thành trắng đen mới khiến cho nhân tài này đi đến kết cục bi thảm như vậy. Quan trên rất tức giận về điều này, và ông đã đích thân chấn chỉnh những giám thị chấm bài, và sau này đã thu được rất nhiều nhân tài. Viết những điều từ bi không có nghĩa là chúng ta chỉ biết viết ra những điều hay lẽ phải trên giấy ý nghĩa thực sự của nó là cảnh báo chúng ta rằng chúng ta phải có lương tâm trong cuộc sống không nhầm lẫn giữa đúng và sai và học cách chủ động chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của mình trong cuộc sống hàng ngày nhiều người khi gặp khó khăn thất bại là rất dễ hạ thấp tiêu chuẩn quên đi trách nhiệm của mình cũng có người vì thành tích muốn tạo ra kết quả như ý mà dễ xa đà xem nhẹ trách nhiệm. Vì vậy, nhớ đến ngòi bút của mình cầm trên tay, vững vàng viết nên những câu chữ đúng sự thật, đem tới ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống, đây có thể được coi là việc làm mang tới công đức vô biên. Thứ ba, làm điều từ bi. Vì Cao tăng nói, tôi tu hành theo đạo Phật đã mấy chục năm, chưa từng thấy hay nghe nói về một người có lòng từ bi mà lại làm hại người khác người tu phật luôn có tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh hành thiện và có hành nguyện người như vậy sao có thể gặp nhiều phiền não trong cuộc đời làm sao họ có thể nghi ngờ rằng công đức của mình có hạn ý của vị cao tăng là bạn nên làm những việc từ bi biết cách thương xót và đừng quá chỉ trích lỗi lầm của người khác bởi vì những việc làm tốt ở thời hiện tại của bạn thực sự là một loại cải thiện vận mệnh cho chính bạn trong tương lai và cả nhiều đời sau." Vị Cao tăng nói thêm, "Với một người có lỗi lầm, chúng ta nên bao dung với anh ta, làm như vậy anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình và xin lòng hối hận. Trong trường hợp này, anh ta sẽ biết ơn những người hiểu cho anh ta." vì vậy anh ta quyết định thay đổi suy nghĩ của mình trở thành một người tốt và làm việc tốt một lần nữa một ngày nào đó khi bạn gặp khó khăn những người đã được bạn giúp đỡ nhất định sẽ giúp bạn để báo đáp tấm lòng ban đầu của bạn theo quan điểm này lòng từ bi của chúng ta không chỉ là sửa sai cho người khác mà còn là lấy danh tiếng cho bản thân nâng cao hình ảnh và địa vị của mình trong lòng người khác. Từ quan điểm này, làm sao có sự phân biệt giữa người xuất gia và người phàm khi làm việc thiện như vậy để tích đức? Thứ tư, nghĩ đều từ bi. Những suy nghĩ lương thiện sẽ giúp chúng ta thay đổi số mệnh, đem đến cho con người may mắn, phúc đức. Người xưa có câu: gieo nhân nào gặp quả nấy, hay ở hiền gặp lành cuộc sống có rất nhiều minh chứng cho điều nói trên. Câu chuyện về cậu bé đánh giày và những đồng xu mượn của ông đạo diễn phim nổi tiếng trên phố, cùng lời hứa sẽ trả lại tiền là một thí dụ. Cái kết có hậu cho cậu bé khi cậu đã thực hiện đúng như lời đã hứa và còn mong muốn có thêm điều bất ngờ cho những người bạn có cùng hoàn cảnh như cậu và việc cậu nhận được giai chính trong bộ phim của ông cậu xứng đáng được nhận điều đó bởi thiền tâm của chính mình tấm lòng lương thiện của mỗi người còn có sức mạnh cảm hóa thay đổi người khác theo chiều hướng tích cực người xưa thường nói nhân chi sơ tính bản thiện bởi vậy khi ai đó chẳng may lâm vào nghịch cảnh sai trái nếu chúng ta dùng lương thiện để đối đãi để giao tiếp với họ thì chắc chắn họ sẽ thay đổi hướng thiện trong cuộc sống chúng ta học cách dùng tình cảm để nhìn vào mặt xấu của người khác điều này không chỉ mang lại cho chúng ta một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng mà còn thể hiện lòng nhân ái bao dung rộng lớn của chúng ta khi một người nhìn thế giới bằng đôi mắt nhân hậu thì điều anh ta nhìn thấy là chân thiện mỹ và ở đâu cũng có tình cảm chân thực ngược lại nếu anh ta nhìn thế giới bằng con mắt xấu xa thì những gì anh ta thấy đều là giả dối xấu xí và độc ác có ở khắp mọi nơi bản chất con người ai cũng có mặt xấu giống như một cơn gió lạnh mang đến sự bẩn thỉu và lạnh lẽo cho thế giới nhưng dù vậy nhân loại vẫn được tắm trong sự thuần khiết và ấm áp của bầu trời quan đảng khi có thiền tâm. Có một câu chuyện như sau. Hai người lúc đuổi theo một tên trộm, không còn cách nào khác để trốn, tên trộm chỉ đành lao xuống sông. Thế vậy, một tín đồ Phật giáo đang đuổi theo tên trộm nói, Đừng đuổi theo nữa. Nếu ta tiếp tục đuổi theo, sẽ chẳng đi đến đâu cả, tên đó sẽ nhảy xuống sông mà chết người còn lại không tin vào đọc phật nói thế thì sao là tên đó tự nhảy xuống sông mà chết đuối ai kêu hắn ta làm việc xấu xa thế là người này tiếp tục đuổi theo và cuối cùng tên trộm buộc phải nhảy xuống sông nước sâu và dòng chảy xiết tên trộm không biết bơi nên đã chết đuối gia đình nạn nhân kiện người đổi trộm ra tòa sau quá trình điều tra, xác minh thu thập chứng cứ, thẩm phán tuyên, người đối trộm có tội gây ra cái chết và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Một thí dụ khác, một người mắc nợ và một người đi đòi nợ. Con nợ vì nhiều lý do không có khả năng trả nợ, mà người đòi nợ vẫn nhẫn tâm dùng nhiều thủ đoạn vừa cứng vừa mềm, đe dọa, gây áp lực nhiều lần khiến con nợ nghĩ quẩn nên tự tử gia đình người chết kiện người đòi nợ quan tòa tuyên người đòi nợ có tội hai người nói trên nếu suy nghĩ từ bi hơn sẽ không hành động quá hung hăng không gây ra cái chết cho người khác cũng sẽ không chịu trách nhiệm về sự việc vô tình này tóm lại bất kể là dùng miệng bút tay hay tấm lòng để thể hiện sự nhân từ mấu chốt là con người nhất định phải có tình thương trong lòng. Chỉ cần có tấm lòng nhân hậu, nhân ái, thì bạn có thể nhìn thế giới và con người bằng con mắt thiện lương của Đức Phật. Bạn sẽ luôn thấy được sự chân thành, tốt bụng và mặt đẹp của mọi thứ, bất kể khi nào và ở đâu trên thế gian này. Phật dạy, cứ sống lương thiện, phước lành tự nhiên tới có một cách để đo cái phước của mình mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai nếu tâm mình yên ắng an ổn thì điều đó có thể thành sự thực còn nếu tâm mình phấn khích rối loạn hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu người nào mà cứ kiên trì sống tốt nhẫn nại tạo phúc huân tập đạo đức vài năm, rồi thì tự nhiên sẽ thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn. Mọi việc nó hanh thông hơn, cái gì cũng được sắp xếp ổn thỏa, không cần mình quá nhọc công, toan tính nữa, và nhất là tình cảm của mọi người dành cho mình ngày càng nhiều, tâm thì sáng hơn, hiểu biết nhiều hơn. Ngược lại, người nào quyết liệt làm ác, sống tề bạc, không giữ giới hạnh thì bắt đầu xui rủi kéo tới Xui kỳ cục, gia tới dấp lui, đụng gì cũng bể đổ, làm gì cũng không thành, tính gì cũng trật nấy, rất bức bách trong cuộc sống, và tâm không yên, và dần dần cô độc bất tài. Người có phước đức mới có thể sống. Có những dấu hiệu khó thấy, khó hiểu là sao? Người có phúc lớn lên rồi thì tự nhiên có duyên phước, gặp được những người có tâm, có đức, đến hỗ trợ và giúp mình vượt lên thân phận tầm thường mà trước đây mình không có tự nhiên khuôn mặt mình nó khác rất nhiều so với vài năm trước tự nhiên cảnh vật mọi người quanh mình tốt dần tốt dần lên mà mình không ngờ và đặc biệt là cái phước như ý túc bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn như ý túc có nghĩa là muốn gì được nấy ngày trước còn khó khăn muốn mua một bộ đồ phải dắt ốc nhịn ăn mới mua được ngày nay muốn mua là thoải mái mua ngày trước tâm cứ mong cầu khát khao được này được kia nhưng thấy rất xa xôi và điều thất bại bây giờ tâm rất nhẹ nhàng nghĩ thoáng thoáng về mục đích nào đó tức là vừa nghĩ tới tức là nghĩ vừa với cái phước của mình thì tự nhiên điều đó thành tựu như mình muốn có xe thì tự nhiên có duyên phước có xe mới mình muốn có smartphone mới để làm việc dù lúc đó không đủ tiền nhưng duyên phước sắp xếp mình vẫn có một chiếc smartphone đúng như ý mình mình muốn có thêm cơ hội tạo phúc thì cơ hội mở ra sờ sờ trước mắt một trong các dấu hiệu của phước là đúng ý mình người phước nhiều thì nhiều việc đúng ý mình giống với mình nghĩ người phước ít thì nghĩ một đằng mà thực tế là một nẻo muốn làm điều này nhưng thật ra chỉ được điều kia chư thiên ở các cõi trời càng cao chừng nào thì phước như ý túc càng lớn chừng đó do các vị từ lúc ở thế gian là người rất rộng rãi bao dung và dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sinh nhưng là nhu cầu chân chính nhé thích hành thiện tích đức không cho bỏ bất kỳ việc thiện nào ham thích phụng sự ham thích bố thí ham thích cúng dường có một cách để đo cái phước của mình nữa là mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai nếu tâm mình yên ắng an ổn thản nhiên thì điều đó có thể thành sự thật còn nếu tâm mình phấn khích rối loạn mù mờ hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Như có một người, sau một thời gian dài tận tụy cống hiến cho doanh nghiệp, tự nhiên xuất hiện cảm giác hình như mình sắp lên chức. Người ấy ráng chối bỏ cái ý nghĩ đó đi vì sợ là kiêu mạn nhưng nó cứ nhẹ nhàng hiện ra trong tâm như thật và chẳng bao lâu người ấy lên chức thật có người thì lười tạo phúc lười làm việc nhưng cứ hoang tưởng đến một ngày mình sẽ làm đại gia càng nghĩ càng điên loạn càng nghĩ thì càng thất bại vì trong cái hoang tưởng đó có cái kiêu mạng nữa người có phước đức thực sự là người như thế nào những người không có đủ phước đức trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đoa lạc trong cảnh giới bất thiện họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức người có phước đức thường được hiểu là những người có dung mạo đoan chánh xinh đẹp những người này có sự giàu sang quyền quý và sở hữu nhiều tài sản cuộc sống ấm no hạnh phúc và ít tai nạn bệnh tật một số lại có địa vị xã hội cao quý và được mọi người quý trọng. Thật ra, đây chỉ là một chuỗi nhân quả của nhiều sự việc, hành vi, suy nghĩ và việc làm của người đó trong nhiều đời. Nếu xem đây là người có phước đức thì cũng chưa thật sự toàn diện và đúng đắn. Có lần Đức Phật cùng các vị tỳ kheo đi ngang qua một khu trang trại rộng lớn. Thấy một ông chủ trại giàu có, khổ não, đau buồn vì bị mất những con bò Đức Phật dạy, các ông có phước đức hơn ông chủ trại giàu có kia, bởi vì các ông chẳng sở hữu gì cả, chẳng có trói buộc gì cả, còn ông nhà giàu kia luôn có đủ thứ để lo lắng phiền muộn. Cuộc sống bình an chính là phước đức lâu bền nhất. Người có phước đức, Bồ Tát trợ giúp, chư thiên hộ vệ và chư Phật hộ niệm không phải là người không bao giờ gặp các tai nạn khổ não và phiền muộn mà những người này vẫn gặp các rắc rối khổ não và đau buồn ở cuộc đời như những người bình thường khác nhưng có một cái khác biệt là thông qua những cái khổ như vậy những người có phước đức thì họ giác ngộ họ vượt qua được và có được sự hiểu biết đúng đắn tức là có được chánh kiến những người không có đủ phước đức trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đoa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Bề ngoài, tuy có sự khác biệt về tài sản, về vật chất, về địa vị xã hội, nhưng những thứ đó đều không thực sự quan trọng. Điều cốt yếu ở đây là tùy mỗi hoàn cảnh mà người sống, người có phước đức thì mỗi mỗi đều là có sự giác ngộ về hoàn cảnh cuộc sống của chính mình. Phước đức ở đây chính là trí tuệ để có thể thấu cảm và nhìn ra được sự thật ở trong chính cuộc đời của mình. Và từ đó mà tăng trưởng thiện căn, phước lành và trí tuệ hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau phiền muộn, hạnh phúc và sướng vui. Cúi đầu xin mười phương Phật Pháp Tăng chứng minh cho phần phước này có được. Xin nguyện sẽ là nhân duyên cho con và tất cả chúng sanh đời đời được sống trong hiểu biết và thương yêu. Bốn loại phước đức Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có. Không có điểm nào là đáng phàn nàn, trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối, ông cứ rầu rầu nét mặt. Nhưng giờ thiện căn đời trước, nên một hôm, liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Đó là, thứ nhất, vợ ông sinh được một cậu con trai kháo khỉnh xinh xắn, không ai bị kịp. Thứ hai, trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng, đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khỏe mạnh. Thứ ba, ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức thước thứ tư những chiếc tàu buôn ông gửi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến thành công mỹ mãn vị trưởng giả hoan hỷ vô cùng ông nghĩ rằng đó là do chư thiên ban phúc cho mình nên phải tập hợp gia tộc lại làm một bữa tiệc cổ cao lương mỹ dị cúng tế tạ ơn lòng tốt của chư thiên lúc ấy đương nhiên rất nhiều thiên dương cùng bát bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không thấy vị trưởng giả phúc đức đầy đủ như thế đều âm thầm tán thán đức phật thích ca cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà trưởng giả để nói kệ các tường phúc đức trổ mạnh mẽ niềm vui tới một lúc do phúc đức đời trước nay đến lúc thành thục âm duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của đức phật thích ca mừng rỡ chạy ra ngoài cửa cung kính lễ bái mà nói ngài là vị xuất gia được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất phúc tuệ song toàn nên độ quá được chúng sinh trong cả mười phương thế giới hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn nên ngài tới đây mà tán dương lòng tôi thật vô cùng cảm kích nói xong bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng, loại thường hảo hạng ra, cúng dường Đức Phật. Đức Phật tiếp nhận, rồi bèn chú nguyện cho ông, và còn từ bi khai thị rằng, trên thế gian này, ngay trong bản thể của tiền tài, vốn đã bị năm loại tai nạn nguy hiểm chi phối. Nhưng người ta không biết cái đạo lý này, nên cứ mong cầu, không chịu biết đủ, tính toán chi ly, đến khi chết đồng xu nhỏ cũng không mang theo được tiền tài như thế chỉ đem lại sự phiền não cho chúng ta mà thôi hôm nay nếu trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường thì sau này phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông trưởng giả nói năm tai nạn nguy hiểm ấy là gì đức phật trả lời thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào. Thứ hai là đề phòng nạn bão lục không kịp. Thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự. Thứ tư là sinh con bất hiếu, tiêu phí khánh tận gia sản. Thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số năm nạn trên, bất cứ tai nạn nào xảy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay thí dụ nếu có một người phạm tội với quan quyền thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu mà còn có thể bị giam cầm trong lao tù cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng lúc ấy người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ được tài sản cho được an toàn đây lại nói kiếp trước có một người đã từng bố thí bảy lần nhưng mỗi lần bố thí xong là điều vô cùng hối hận, tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm trí thành, nên sau đó người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản bảy lần. Trưởng giả nghe thế, Xin tâm trí thành, bố thí một cách quan hỷ. Đức Phật nói xong, cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ xà Quật. Đồng một lúc ấy có một vị ngoại đạo tên là Bất Lan Ca Diếp Nghe nói Đức Phật chỉ thuyết có một câu kệ cát tường, mà được vô số thảm nhung trắng, bèn sinh tâm ganh tị, tìm cách bất trước làm thử. Nhưng ông không biết nói kệ, nên đến xin Đức Phật dạy cho. Đức Phật biết trước trưởng giả âm duyệt trong tương lai sẽ mất hết tài sản lẫn phúc đức trong cùng một lúc, nên dùng lời khéo léo để khuyên can ngoại đạo. Nhưng người này cho rằng, Đức Phật không chịu dạy cho mình, nên cứ theo kèo này năn nỉ mãi. Đức Phật có đại thần thông, thấy nhân duyên kiếp trước của Bất Lan Ca Diếp, biết nghiệp chướng không thể tránh được, nên nói với đại chúng tại chỗ rằng, tội không tránh được, có nợ phải trả. Rồi Ngài nói lên bốn câu kệ khác tường, dạy cho Bất Lan Ca Diếp. Không lâu sau, trưởng giả âm duyệt đã mất hết tài sản trong một trận quả thiêu. Rất nhiều ngựa con cũng chết cháy trong cùng một lúc. Đứa con trai quý, bất hạnh, yếu mệnh. Đồng thời, có người ganh ghét, xàm tấu ông giới vua. Nên bao nhiêu chức vị được phong thưởng ngày nào, đều bị tước lại. Chưa hết, những con tàu của ông gửi đi kiếm kho tàng, đều bị bạo tố lật úp. Và cả vốn lẫn lời đều chìm sâu trong biển cả. Đúng lúc ấy, Bất lăng ca diếp hồ hởi phấn khởi đến trước nhà trưởng giả mạnh miệng đọc to lên những câu kệ cát tường trưởng giả đang phiền não không có chỗ để phát tiết đột nhiên nghe những câu kệ cát tường ngỡ rằng bức lăng ca diếp cố ý chọc tức mình nổi giận mặt mày đổi từ trắng ra xanh bất chấp hết thảy thuận tay tóm lấy cây gậy dựng ngay bên cánh cửa đánh bất lan ca diếp một trận túi bụi đáng thương cho bất lan ca diếp trong thoáng chốc bị đòn lên thân cả người bầm tím mang đầy thương thích bò lê bò càng đau đớn trở về nhà nhưng tuy vậy vẫn chưa tỉnh ngộ cứ ngỡ rằng tại đức phật không chịu dài kệ cho rõ ràng lúc ấy đức phật đang ở vườn trúc la duyệt tri thuyết pháp ngài nói với đại chúng rằng bất lan ca diếp hôm trước tới đây đòi ta dạy cho kệ cát tường. Ta khuyên can mà không nghe. Hôm nay, lại đằng đó, bị đã thương rồi. Anan -an hỏi Đức Phật. Bức Lan Ca Diếp, làm gì trưởng giả kia có nhân duyên gì với nhau mà bị quả báo ấy? Đức Phật nói. Đó là tại có một nhân duyên rất lâu xa về trước. Thời ấy, có một ông vua tên là Âm Duyệt. Một hôm, vua đang ngủ trưa, thì có một con chim anh vũ bay lên trên mái cung đình mà hót tiếng hót nghe rất cảm động vua nghe nó hót vừa ngạc nhiên vừa vui mừng bèn hỏi người xung quanh rằng đó là loài chim gì sao nó hót nghe cảm động đến thế người xung quanh đáp có một con chim kỳ diệu mới bay tới hót trên mái cung đình vua nghe thế sai rất nhiều người đi lùng kiếm nó ở khắp mọi nơi. Lùng mãi, cuối cùng cũng bắt được. Dùa vô mừng không kể xiết, bèn dùng ngọc, châu cơ, thủy tinh, lưu ly, trân châu, sang hô, anh lạc dân dân. Rất nhiều châu báu như thế, làm lòng cho nó ở. Từ sáng đến tối, giữ nó mãi bên mình không chịu lìa xa. Về sau, có một con chim khác tên là Mộc Điểu. Thấy thế, bèn hỏi chim anh Vũ rằng, làm sao mà bạn được sung sướng tục cùng như thế anh vũ đáp tôi tình cờ hót chơi giải buồn trên mái cung đình vua nghe được cho rằng nghe cảm động nên sủng ái tôi như thế chim mộc ganh tức nói tôi có thể hót hay hơn bạn lúc vua sắp ngủ trưa chim mộc bèn bay trước cung đình hót rầm rĩ vua giật mình tỉnh giấc rỡn tóc gái nổi giận hỏi người xung quanh tiếng gì nghe rùng rợn đến thế người xung quanh đáp đó là con chim mộc đang hót trước cửa vua chưa ngu giận lập tức ra lệnh bắt nó giặt lông và đánh cho một trận rồi mới thả về chim mộc bò ngã bò nghiêng trở về tổ có rất nhiều chim khác thấy tình trạng của nó như thế thì kinh hoàng hỏi nguyên do chim mộc không những không chịu nhận sự thật mà còn quán trách chim anh vũ mà nói với đồng loại rằng Tại con chim anh vũ tôi mới ra nông nổi này. Đức Phật ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Âm thanh hay có thể đem lại phúc đức. Âm thanh dở thì đem đến tai họa Chim mộc tự làm hại lấy mình mà còn giận lây chim anh vũ. Vì vua thọ ấy chính là trưởng giả âm duyệt ngày nay. Chim mộc là bất lan ca diếp trong quá khứ đã ganh tị với chim anh vũ nên bị đánh đập đau đớn kiếp này cũng lại ganh thức với phật cũng lại bị nạn gậy gộc chính vì cái tâm ganh tị thiêu đốt mà không chịu hối cải a nan hỏi đức phật trưởng giả âm duyệt đời trước làm công đức gì mà lại được bốn loại phúc báo và tại sao bây giờ phúc đức ấy lại bị tiêu mất đức phật trả lời trong đời trước lúc còn trẻ âm duyệt tinh phụng phật pháp chỉ thành cúng dường thánh chúng nguyện xin cho được giàu có quả nhiên về sau được như nguyện nhưng khi cưới vợ rồi thì bất hạnh đâm ra đam mê tự sắc khinh mạng tam bảo đã thế còn không có tâm từ bi không gieo trồng thiền căn vì thế phúc báo của ông ta tan đi như bóng trăng đáy nước hoa đốm trong không biến mất trong nháy mắt sau đó thật đáng thương sẽ bị vô hạn thống khổ bức bách chịu tận cùng khổ báo rồi mới tiêu trừ được nghiệp chướng